Everything is peaceful. Everything is warm. I can't help but smile. Well, thú thực thì từ trước đến nay, found footage luôn là một nội dung gây nhiều bất ngờ với cá nhân tôi sau mỗi lần khám phá. Bởi lẽ với mỗi tác giả khác nhau, họ lại khai thác câu chuyện một cách hoàn toàn mới, và đặc biệt là không hề bị trùng lập. Trong quá khứ, hẳn là anh em cũng đã từng nghe qua câu chuyện huyền bí xoay quanh những thứ như là bộ phim Mickey bị ma ám, bức ảnh Smile.jpg hay Jeff the Killer chẳng hạn. Và well, found footage ngày hôm nay của chúng ta, The Makeup Experiment, chắc hẳn sẽ đem đến cho các bạn nhiều thứ mới mẻ xung quanh chủ đề nói trên. Vậy những thứ tổng hợp này là gì? Hãy cùng Cửa Su khám phá chúng. The Makeup Experiment là một series horror analog ngắn được thực hiện và phát triển bởi channel YouTube Stuppy. Bản thân anh chàng này cũng đã từng thực hiện nhiều series khác nhau, nhưng để lại ấn tượng nhất thì có lẽ chỉ có Makeup Experiment. Tại đây, người xem sẽ được khám phá, hay nói đúng hơn là ôn lại một loạt các creepypasta xưa cũ, nhưng nay đã được nâng cấp với một cốt truyện tổng thể vô cùng bí ẩn. Nghe thôi đã thấy thú vị rồi, thế nên không lấy thêm nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, hãy cùng ghé qua nhà tài trợ của Cửa Su, và đó là Refuge. Refuge là nền tảng chơi game cho game thủ Việt, giúp anh em thiện lành của tôi chơi những tựa game trả phí với một mức giá vô cùng rẻ, hoặc thậm chí là miễn phí luôn. Với cả ngàn game có sẵn, cũng như luôn được cập nhật mới, đa dạng nền tảng như là Steam, Epic Game cho tới Origin hay Battle.net. Với sự kiện tặng game miễn phí hàng tháng, khả năng xem Netflix được tích hợp trực tiếp, cũng như chức năng dịch thuật dành riêng cho các game thủ đam mê trải nghiệm những tựa game có cốt truyện. Hiện tại thì Refuge còn có những gói để cho anh em pay to win, nạp một lần có thể sử dụng vĩnh viễn những chức năng cũng như được lưu tiến trình game luôn. Thế còn chần chừ gì mà không thử và trải nghiệm Refuge nhỉ? Link tải và thông tin chi tiết thì tôi sẽ để ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu với video thôi. Tập đầu tiên đưa người xem đến cuộc hội thoại đầy bí ẩn diễn ra giữa một người đàn ông giấu tên với một cậu bạn trẻ tên Riyad. Anh bạn này bắt đầu ngồi kể lại kỷ niệm của mình với những người bạn cùng lớp. Có vẻ như bọn họ đã tham gia vào một buổi cắm trại đặc biệt nào đó. Tuy nhiên, câu chuyện dần chuyển sang hướng xấu khi mà Riyad bắt đầu nói về những biến cố. Trong câu chuyện ấy, Riyad nhắc đến một người bạn có tên là Max. Trong chuyến đi chơi, cả hai bất ngờ tìm thấy một sợi xích ở trên mặt đất, và xung quanh thì còn dính máu khô. Nhưng để giữ cho không khí buổi cắm trại được bình thường, cả hai người đã quyết định giấu nhẹm đi câu chuyện này. Đêm hôm đó, Riyad nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng bạn bè của cậu thì không. Câu chuyện sau đó hóa ra lại không có gì đáng sợ cho lắm, vì sáng hôm sau, mọi người lại trở về nhà bình thường. Chỉ riêng Riyad, cậu ta bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người ẩn danh, trong đó chứa đựng một đường link dẫn đến hình ảnh của một con chó với nụ cười quái dị. Nó chính là Smile.jpg. Cậu cảm thấy một giọng nói bí ẩn trong đầu mình ép mình phải chia sẻ bức ảnh. Và rồi cậu bất ngờ nói một loạt câu như sau. Đoạn video giữa hai nhân vật cũng kết thúc ngay tại đó. Ở phần sau của video, chúng ta được xem một đoạn phim hoạt hình ngắn kể về một chú sóc với giấc ngủ kỳ quặc. Nó liên tục bị đánh thức bởi những âm thanh lạ. Và sau cùng, khi đã chìm vào giấc ngủ, thì một hình bóng quái dị đã hiện lên cạnh chú chó. Video tiếp tục cắt cảnh sang một đoạn không gian nhìn có vẻ thanh bình. Đi kèm theo đó là một giọng nói vang vọng. Điều này ngụ ý rằng những thứ mà tăng xem trước đó là một giấc mơ. Và nó kết thúc bằng hình ảnh của một con chó với cái miệng cười tuè tuét, cùng một lời nhắn quen thuộc: hãy chia sẻ bức ảnh. Cuối video, ta thấy hình ảnh của cô gái với cánh tay đứt lìa, cùng dòng chữ ngủ ngon nhé, Sadie. Có lẽ đấy chính là cái tên của nạn nhân trong ảnh. Đến đây, ta hiểu cuộc hội thoại ở đầu video giống như một buổi lấy lời khai, mà trong đó người đàn ông bí ẩn đã phỏng vấn Riyad
và sẽ giữ vai trò là một người thanh tra. Câu chuyện với người này thì chưa kết thúc. Ông ta tò mò về bức tranh mà Wyatt đã nhìn thấy, mặc cho những lời cảnh báo về việc bản thân có thể sẽ bị sa thải. Bởi lẽ đám bạn đã tham gia vào buổi cắm trại ngày hôm ấy cùng Wyatt, tất cả đều đã bị giết chết. Và người thanh tra này thì đang chỉ đơn giản là cố tìm nguyên nhân đằng sau. Tuy vậy, tất nhiên là ông ta đã chết chỉ sau 2 ngày xem bức ảnh đó. Video này có thể chia làm 2 phần nội dung chính. Với phần đầu, tôi muốn đề cập đến một mẫu hoạt hình tương tự với cái ở tập 1. Tại đây, ta được chứng kiến sự xuất hiện của chú chuột Mickey. Tập phim xoay quanh chú ta vẫn là khá bình thường, cho đến khi người xem phát hiện ra hình ảnh của một khuôn mặt quen thuộc. Thứ này xuất hiện trở lại với tần suất nhiều hơn, và nói thật là nhìn nó rất quái dị. Có vẻ vì ảnh hưởng bởi thực thể kỳ quái này mà nhân vật chuột Mickey sau đó cũng đã có sự thay đổi khó hiểu. Khuôn mặt của cậu ta lộ diện với rất nhiều con mắt, cùng với dòng chữ "con trai của người đã chết". Ngay sau đó, ta được xem một phân đoạn rất ẩn dụ, mà tại đó Mickey đang cầm trên tay một khẩu lục, và cậu ta đã làm điều dẫn đến kết quả như tiêu đề của video số 2. Ở phần còn lại, ta có câu chuyện được ghi chép dựa vào điều tra của cơ quan bảo vệ FI, có lẽ là cùng một tổ chức với nhân vật người đàn ông bí ẩn ở tập trước. Nạn nhân được đề cập tới ở đây là một người phụ nữ có tên là Diana. Cô kể về câu chuyện ở nơi làm việc của mình, rằng bản thân không có mấy thiện cảm với một đồng nghiệp có tên là Curtis. Mâu thuẫn chủ yếu xoay quanh việc hiệu suất công việc rất thấp mà người này đẹp lại. Nhưng cũng qua đó ta hiểu được, công việc mà cả Diana và Curtis làm chính là sản xuất phim hoạt hình. Và vì sự lười biếng của Curtis mà mọi thứ đã không theo kịp tiến độ. Qua một bức thư mà người này gửi cho Diana, ta đã biết cả hai đã âm thầm thuê một công ty bên thứ ba và nhờ họ thực hiện bộ phim. Chính điều đó đã dẫn tới một bi kịch. Theo lời khai của Rowan, con trai của Curtis, cậu ta nói rằng cha mình đã chết với một khẩu lục vẫn còn nằm trên tay. Cảnh sát đang không chắc liệu Curtis có đang tự sát hay không, vì vào thời điểm vụ việc xảy ra, Rowan đang bận đi chơi ở một nơi khác. Và đây chưa phải là tai nạn duy nhất. Cuối video, ta còn thấy sự xuất hiện của nạn nhân số 2, một người phụ nữ. Khả năng cao chính là Diana. Well, dù chưa có manh mối nào xác đáng, nhưng ta hiểu câu chuyện đằng sau dường như có liên quan tới một loạt các nhân vật hoạt hình kể trên. Sang tập số 3, ta sẽ tiếp tục theo chân cơ quan bảo vệ FI với những điều tra đã được ghi chép lại bởi một đặc vụ ngầm thuộc tổ chức. Người này được biết là đã thành công trà trộn vào một cơ sở nghiên cứu được gọi là Markov Lab, được đặt tên dựa theo Ethan Markov. Điều đáng sợ là nơi này đã thực hiện nhiều thí nghiệm lên cơ thể con người, qua đó gây ra vô số cái chết không đáng có. Bọn họ thậm chí còn phát tán một loại vi khuẩn lạ vào trong không khí. Loại vi khuẩn này không chỉ lây nhiễm vào cơ thể người sống mà còn tác động được vào các vật vô tri, đặc biệt là khả năng làm cho thay đổi thiết bị công nghệ, khiến việc xem TV cũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Bất cứ thứ gì nguy hiểm cũng đều được gọi chung là các Markov. Tuy rằng cơ sở nghiên cứu nói trên đã bị đóng cửa, nhưng người chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này là Ethan thì hắn đã kịp thời bỏ trốn. Ở cuối video, ta thấy hình ảnh của người đặc vụ ngầm kia đang cố gắng bỏ trốn khỏi một thực thể bí ẩn, nhưng anh ta đã không thành công. Những gì mà ta vừa chứng kiến chỉ là tài liệu được tổ chức FI khôi phục lại mà thôi. Sinh vật đã truy đuổi theo người đặc vụ được phát hiện là cậu bé Jeffrey Wolf, hay còn được biết đến là Jeff the Killer. Một cách vắn tắt cho những ai chưa biết thì Ben Rowler là một câu chuyện creepy khá lớn, xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng những năm 2010. Câu chuyện đằng sau nó xoay quanh một chiếc đĩa game Zelda bị ám, với nhân vật trung tâm là linh hồn mắc kẹt trong chiếc đĩa, một cậu bé 12 tuổi có tên là Ben. Quay trở lại với nội dung chính của Found Footage, tập phim số 4 này đưa ta đến với anh chàng trẻ tuổi Oliver, người đã vô tình mua được một chiếc đĩa game Zelda cũ dành cho hệ máy Nintendo 64. Điều kỳ quặc là khi chơi tựa game này, Oliver luôn bị đeo bám bởi một sinh vật đặc biệt, người thoạt nhìn thì rất giống Linh, nhưng trên thực tế thì không phải. Bởi đó chính là Ben, linh hồn đang ám lấy cuộn băng Zelda. Mỗi khi xuất hiện, nó thường sẽ phát ra những âm thanh nghe rất chói tai. Dẫu vậy thì Oliver vẫn cố gắng chơi tiếp tựa game chỉ để chứng kiến bản thân phải chết vô số lần tại màn đánh boss, khi mà cậu ta trực tiếp đối mặt với Ben. Ở phần sau của game, ta thấy nhân vật Linh mà người chơi điều khiển đang nằm sóng xoài ở trên mặt đất, và bên cạnh còn có sự xuất hiện của một khuôn mặt cười màu đen quen thuộc. Tại đoạn kết,
hình ảnh méo mó của Ben lại một lần nữa xuất hiện và cậu bé nói rằng mình chỉ muốn được giải thoát khỏi chiếc đĩa mà thôi. Xuất hiện ở đầu vẫn là cái tên quen thuộc, cơ quan bảo vệ FI. Phần phim số 5 tiếp tục đưa người xem quay trở lại với câu chuyện còn đang dang dở với cậu bạn Rowan. Sau cái chết của cha mình, Rowan tiếp tục bắt gặp và trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Thông qua góc nhìn từ cửa sổ tầng 2, Rowan phát hiện ra người này mặc đồ kín mít. Trên tay hắn còn lăm lăm một thứ gì đó. Người này yêu cầu Rowan đi ra ngoài. Cậu làm theo và rồi một bóng đen đáng sợ xuất hiện. Đoạn băng cắt cảnh sang phân đoạn Rowan chĩa súng về phía người đàn ông lạ mặt. Cậu đã bắt ông ta chỉ để phát hiện ra rằng đó thực chất lại là một người bạn thân thiết của cậu. Và Rowan kể từ đây cậu ta sẽ phải sống cuộc đời cô độc suốt phần lời còn lại của mình. Ở nửa sau của video, người xem sẽ được tiết lộ đến một tài liệu hoàn toàn mới. Mà tại đó, ta thấy rất nhiều đối tượng đã được ghi chú là đang trong quá trình quản thúc. Bọn chúng đều là các nhân vật bước ra từ những câu chuyện Creepypasta. Riêng trong số đó có Jeff the Killer thì được cho là đã trốn thoát. Cuối cùng, xuất hiện trước mắt người xem là một tài liệu khác, thuộc dạng nghiên cứu nhân viên tại cơ sở nghiên cứu Markov Lab. Những người làm việc tại đây sẽ được trang bị một bộ đồ đặc biệt được làm từ Adamantite, thứ sẽ giúp họ ngăn chặn vi khuẩn Markov, cũng như một vài tác nhân nguy hiểm khác như chất độc, tổn thương vật lý hay kiểm soát tâm trí. Kết thúc video, dòng chữ tiết lộ về số phận của Rowan tiếp tục xuất hiện, cho ta thấy cậu ta đã bị cảnh sát bắt giữ về tội giết người. Giống như tiêu đề, nội dung của tập 6 này sẽ đề cập đến một creepypasta xuất hiện cách đây khá lâu. Nó xoay quanh tới một chương trình truyền hình mơ ám dành cho trẻ em với cái tên gọi là Candle Cove. Có rất nhiều người đề cập rằng bản thân họ đã từng xem nó trong những năm tháng tuổi thơ, nhưng chẳng có mấy ai nhớ được chi tiết nội dung cũng như kênh phát sóng của chương trình này cả. Minh chứng có thể kể đến câu chuyện của một người mẹ có trong tập 6. Bà ta nói rằng mình đã từng thấy con gái chăm chú ngồi xem Candle Cove, nhưng khi bà ta nhìn vào màn hình TV thì lại chỉ thấy một màu trắng xóa im lặng. Và đó là thứ khiến cho bà ta ám ảnh nhất khi nghe đến cái tên này. Vì không có quá nhiều bằng chứng nên mọi thứ được kể về Candle Cove cũng khá là chung chung. Chỉ biết rằng nhân vật trung tâm của phim là một vị thuyền trưởng cướp biển có tên Percy, người xuất hiện dưới dạng bộ đồ xương khô héo. Trong video, nhân vật này cũng liên tục được ai đó khẳng định là không có thật, hệt như sự tồn tại mơ hồ của các series Candle Cove vậy. Ngoài ra, vẫn trong tập này, người xem sẽ còn được biết đến thông tin khác về vi khuẩn Markov. Cụ thể thì họ đã phát hiện ra biến thể mới của vi khuẩn có tên là Bandiose 7. Thứ này sẽ chỉ ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên. Vi khuẩn này tấn công trực tiếp vào hệ thống thần kinh và sau đó sẽ gây ra ảo giác, nhưng cũng đồng thời là thứ khiến nạn nhân trở nên tỉnh táo và bất thường. Đặc biệt là những người bị nhiễm vi khuẩn dạng này thì sẽ không thể trở thành ca Markov, nhưng nó sẽ khiến họ tự lột da của mình, sau đó bị vi khuẩn kiểm soát hoàn toàn. Ok, vậy là khi ta đến đây, ta đã phải trải qua tổng cộng 6 tập phim ngắn của The Markov Experiment. Câu chuyện trong phim nhìn chung là có thể hiểu bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm vô nhân tính nào đó, được điều hành và sáng lập bởi một kẻ bí ẩn, người có tên là Ethan Markov. Thực tế thì ở đầu mỗi video, thông thường ta sẽ nhìn thấy hình ảnh mô tả của một thí nghiệm thất bại nào đó. Thông qua nội dung của tập 3, ta biết các thí nghiệm ấy xuất phát từ một loại vi khuẩn được gọi là Markov, và các nhà nghiên cứu đã trực tiếp sử dụng nó lên cơ thể con người hay thậm chí là động vật. Minh chứng cho điều này thì ta có thể kể đến một số sinh vật giống chó ở trong tập 1, hay Jeff the Killer, kẻ đã trốn thoát cơ sở quản thúc trong một năm. Đây đều là những đối tượng rất nguy hiểm. Chúng đều có khả năng đặc biệt như là phát tán chất độc, sở hữu sức mạnh vật lý vượt trội hay thậm chí là khả năng thôi miên. Nhưng tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, cơ sở Markov Lab đã vô tình phát tán loại vi khuẩn này vào môi trường. Và đó là lúc họ phát hiện ra loại vi khuẩn này thậm chí còn tác động lên cả những thiết bị điện tử. Sau khi xâm nhập vào đồ công nghệ, vi khuẩn này sẽ xuất hiện dưới dạng hình ảnh của một bóng đen với nụ cười toe toét mà ta vẫn thường thấy. Tùy vào từng trường hợp khác nhau mà tác động của sinh vật này cũng sẽ thay đổi sao cho phù hợp với con mồi. Ở tập 1 thì nó giống như một dạng virus xuất hiện thông qua bức ảnh smile.jpg. Thứ hai sẽ khiến bất cứ ai chết nếu họ dám nhìn thấy bức ảnh. Điều này giải thích cho cái chết của đám bạn Quiet, bởi họ đều được xem những bức ảnh smile.jpg cho anh chàng này gửi. Trong tập 2, Markov xuất hiện ở trong tập Suicide Smile nổi tiếng. Nó đã âm thầm tiêm nhiễm vào đầu Curtis một suy nghĩ rằng con trai của ông ta đã chết. Giọng nói ấy có thể làm Curtis phát điên, khiến ông ta phải tự nổ tung cái liễu của đời mình.
đến với tập 4, mọi thứ còn rõ ràng hơn khi mà vi khuẩn Markov xuất hiện ở dưới thân phận của Ben, một linh hồn được cho là đã mắc kẹt trong chiếc đĩa game Zelda. Nó đã điều khiển và biến linh hồn của cậu thành một con bot, để rồi giày vò bất cứ ai chạm tay vào trò chơi. Và không chỉ dừng lại ở đó, trong tập 6, người xem còn biết đến một biến thể khác của loại vi khuẩn này có tên là Bionios 7. Điều đặc biệt là nó sẽ chỉ tác động lên trẻ em hoặc thanh thiếu niên và sẽ gây ra cho họ nhiều ảo giác không có thật. Điều này giải thích về sự tồn tại của Kendall Cope. Nó hoàn toàn là do ảo ảnh của con vi khuẩn tạo ra trong đầu nạn nhân. Chứ thực tế thì chương trình này không có thật ngoài đời. Trong tương lai, câu chuyện của The Markov Experiment sẽ được mở rộng hơn nữa. Vì ở cuối tập 6, người xem còn được tiết lộ về creepypasta kế tiếp là Sonic.Eke. Dù không biết tập mới này bao giờ mới ra mắt, nhưng hãy luôn nhớ là một khi series này được cập nhật đầy đủ hơn, thì Cờ Su cũng sẽ chắc chắn quay trở lại với các bạn. Còn bây giờ, nếu thấy nội dung này hay thì nhớ bấm like và subscribe cho Cờ Su nha. Còn giờ thì tôi đi ngủ đây. Bye bye anh em. Peace.